Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 90. Chuyện kẻ vong ân. Tiền thân Akatanu. Ai trước được làm lành? Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về ông cấp cô độc. Tương truyền, một người triệu phú sống tại biên địa là một người bạn của ông cấp cô độc, nhưng hai người chưa từng gặp nhau. Một hôm, người bạn này chất đầy 500 cỗ xe với hàng hóa biên địa và bảo những người làm công: các bạn hãy đi đem hàng hóa này đến xá vệ bán trước mặt ông cấp cô độc là người bạn của chúng tôi, và đem về hàng hóa nhận được do đổi hạt. Họ vâng lời dặn của vị triệu phú ấy, đi đến xá vệ gặp vị đại triệu phú, trao tặng phẩm và trình bày sự việc. Vị đại triệu phú tiếp đón họ niềm nở, cho họ chỗ ở và tiền tiêu, hỏi thăm người bạn có được an lạc không, rồi bán các hàng hóa và giao cho họ hàng hóa trao đổi. Rồi họ đi về biên địa báo cáo sự việc lên vị triệu phú. Một thời gian khác, ông cấp cô độc như lần trước cho đánh 500 cỗ xe đến biên địa. Những người của ông cấp cô độc đến biên địa đem theo tặng phẩm, đi đến gặp vị triệu phú sống ở biên địa. Ông này nói: các người từ đâu đến? Chúng tôi từ xá vệ đến, là những người hầu cận của ông cấp cô độc, bạn của ông. Cấp cô độc, người nào cũng có tên như vậy. Rồi ông cười mai mỉa họ, nhận lấy quà tặng và bảo họ đi mà không cho họ chỗ ở và tiền tiêu. Vì vậy họ tự bán các hàng hóa, mang các hàng hóa trao đổi, rồi đi về xá vệ và báo sự việc cho vị triệu phú. Rồi người triệu phú ở biên địa một lần nữa như lần trước cho đánh 500 cỗ xe đến xá vệ. Các người thuộc hạ mang quà tặng đến gặp vị đại triệu phú. Thấy họ, những người nhà của ông cấp cô độc liệt thưa: thưa ông chủ, chúng tôi sẽ lo cho họ chỗ ở, cơm ăn và tiền tiêu. Nói xong, họ đưa các cỗ xe của những người ấy ra khỏi thành, bảo họ tháo xe tại một chỗ đã lựa chọn và nói: các bạn hãy ở đây, từ nhà chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn cháo, cơm và tiền tiêu. Nói xong họ bỏ đi. Họp các người làm công lại. Lúc nửa đêm vào canh giữa, họ đến cướp 500 cỗ xe, cướp sạch áo mặc, áo đắp, đánh đuổi các con bò, tháo bánh xe ra khỏi các cỗ xe, đặt các cỗ xe xuống đất, lấy các bánh xe rồi bỏ đi. Những người trú ở biên địa chỉ còn làm chủ một cái áo mặc, không còn gì cả. Sợ hãi, chạy mau đi trốn và trở về biên địa. Những người nhà triệu phú báo cáo sự việc ấy lên vị đại triệu phú cấp cô độc. Đại triệu phú suy nghĩ: đây là một câu chuyện quan trọng, có thể trình bậc đạo sư. Ông cấp cô độc đi đến bậc đạo sư, tường thuật tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện. Bậc đạo sư nói: này gia chủ, không phải chỉ nay kẻ ở biên địa ấy có hạnh như vậy, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã có hạnh như vậy rồi. Nói xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một người triệu phú có tài sản lớn ở Ba La Nại. Một người triệu phú ở biên địa là một người bạn chưa bao giờ thấy mặt của Bồ Tát. Tất cả đều giống như câu chuyện hiện tại trên, được những người của mình báo cáo: đây là việc chúng tôi đã làm hôm nay. Bồ Tát nói: do không biết báo đáp một công việc đã làm trước cho mình, nên về sau họ phải gặp sự việc như vậy. Nói vậy xong, trước hội chúng tụ họp, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này: ai trước được làm ơn, không biết đáp ứng lại, về sau việc xảy đến, không tìm được người giúp. Với bài kệ này, Bồ Tát thuyết pháp và trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể lại pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người ở biên địa thời ấy là người ở biên địa hiện nay, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说